Cập nhật mới nhất cho anh chị và các bạn thông tin về mẫu xe Mercedes-Benz GLS 450 Formatic 2023 trong tháng 4. Với rất nhiều ưu đãi cho khách hàng như là giảm tiền mặt, tặng phụ kiện lên tới 200 triệu đồng, tặng 25 bảo hiểm thân vỏ, tặng một voucher nghỉ dưỡng hồ tràm với 3 ngày 2 đêm trị giá 100 triệu đồng, tặng gói dán phim cách diệt chính hãng phủ nano bảo vệ bề mặt sơn chính hãng cũng như là một bộ thảm sàn Mercedes-Benz 25 bảo dưỡng miễn phí tặng hộp quà Mercedes-Benz. Với Mercedes-Benz GLS 2023 trên thế giới có rất nhiều phiên bản nhưng tại thị trường Việt Nam mẫu SUV Đức này chỉ phân phối chính hãng với phiên bản 450 Formatic duy nhất theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc với chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 Formatic 2023 để lăn bánh thì anh chị và các bạn cần chuẩn bị các khoản phí như là thuế trước bạ, phí đăng kiểm, phí biển số, phí bảo trì đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Dưới đây thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn một số khu vực. Anh chị và các bạn không nằm trong các khu vực trên đây thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho các bác. Mercedes-Benz GLS 450 Formatic 2023 giá niêm yết là 5 tỷ 249 triệu. Giá lăn bánh tại thành phố Hà Nội là 5 tỷ 901. Giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 5 tỷ 796 triệu. Giá lăn bánh tại các tỉnh thành khác là 5 tỷ 777 triệu. Với dòng xe Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 2023 Hiện đang được ngân hàng hỗ trợ cho anh chị và các bạn khoản vay từ 80 đến 85%. Dưới đây thì kênh mua bán ô tô sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn số tiền vay và số tiền cần thanh toán trước cho đại lý để nhận xe như sau. Với dòng xe Mercedes-Benz GLS 450 Formatic 2023 với giá bán niêm yết là 5 tỷ 309 triệu. Mức vay 80% tương đương số tiền anh chị vay là 4 tỷ 199 triệu và cần thanh toán trước để nhận xe là 1 tỷ 702 triệu. Để anh chị và các bạn có thể nắm rõ hơn về thông tin lãi suất cũng như là ưu đãi chi tiết số tiền anh chị và các bạn đang cần vay thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho anh chị và các bạn về mẫu xe Mercedes-Benz GLS 450 2023 với một mẫu SUV của Đức với dáng vẻ to lớn, với nhiều thiết kế sang trọng và hiện đại. Mercedes-Benz GLS 450 Formatic 2023 còn được trang bị với gói ngoại thất AMG chứ danh của thương hiệu ô tô Đức giúp tăng tính thể thao cũng như là khỏe khoắn cho chiếc xe Không gian nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 Formatic còn được làm từ hoàn toàn bằng những cái chất liệu cao cấp cũng như là các tính năng hiện đại được tích hợp ở trên mẫu xe Mercedes-Benz GLS 450 2023 về thế hệ ghế ngồi được À, thiết kế với 3 hàng ghế 7 chỗ ngồi. Điểm cộng của mẫu xe là sử dụng chất liệu da cao cấp và tính năng chỉnh điện tiện lợi trên tất cả ghế ngồi. Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2023 được sử dụng khối động cơ là i6 dung tích là 3.0 lít, sản sinh công suất lên tới là 367 mã lực tại 5.500 vòng đến 6.100 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại có thể đạt tới là 500N 500 Newton tại 1.600 đến 4.500 vòng trên phút. Sức mạnh được truyền tới 4 bánh thông qua hộp số tự động là 9 cấp 9 tronic Chỉ mất khoảng 6,2 giây là xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km trước khi đặt vận tốc tối đa của chiếc xe có thể đạt tới là 246 km h Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 2023 được sở hữu hàng loạt những cái tính năng công nghệ an toàn như là hệ thống treo khí lén, giúp thay đổi độ cao cũng như độ cứng của hệ thống treo thêm phần linh hoạt. Bên cạnh đó nhằm đảm bảo cho quá trình vận hành, Mercedes-Benz GLS 450 còn được trang bị với công nghệ hiện đại hàng đầu. Mẫu xe GLS 450 Formatic 2023 là một mẫu SUV hạng sang đáng để sở hữu hiện nay khi sở hữu nhiều ưu điểm giá bán hấp dẫn hơn đối thủ cũng như là ngoại hình bắt mắt. Nội, thị, nội thất của chiếc xe thì rộng rãi, động cơ mạnh mẽ, cùng với hàng loạt công nghệ an toàn vượt trội trên mẫu xe GLS 450. Anh chị và các bạn đang quan tâm về mẫu xe này thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để có thể nhận được các ưu đãi cũng như là các giá bán mới nhất từ đại lý trong cái tháng tư này. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.